Hello, xin chào anh em. Nay có thời gian rảnh à, mình lôi đồ nghề ra chia sẻ anh em cách đóng một cái khối pin Makita dung lượng 8A và nó nhận được tới 3 đường sạc luôn ha. Đầu tiên thì anh em sẽ chuẩn bị cái bộ vỏ mạch. Cái loại này thì anh em sử dụng có thể xài được sạc pin nè, rồi mình xài được sạc adapter, và anh em có những cái sạc bộ như kiểu như mấy sạc China nè, Fukan, Teton 2A, 3A, 5A rồi đó, cái cục sạc cốc đó, thì anh em đều có thể mình tận dụng, mình ghim vô, mình xài luôn cũng ok luôn ha. Anh em đặt cái bộ vỏ về thì nó sẽ có sẵn là cái bộ mạch ở đây nè, ốc vít, lò xo, kẽm hàng người ta cũng chuẩn bị đầy đủ cho mình hết nha. Ở đây mình sử dụng là xe pin Sinbauer 21700, và loại này mình tháo cho mấy cái khối pin mới mà nó bị lỗi mạch đó nè. Pin của nhà máy người ta lắp ráp mà cái mạch này nó bị lỗi nè, người ta bỏ mạch cho nên mình tháo mấy cái cell này nè. Mình tận dụng mình đóng mấy khối pin công cụ mình xài cũng rất là phê luôn ha. Anh em nhìn thấy mạch người ta đổ keo nè, cái hàng chì rất là sáng bóng nè, những cái mối hàng anh em nhìn thấy người ta hàng như kiểu như laser vậy đó, thì đủ hiểu là cái chất lượng của khối pin này nó cũng rất là xịn sò luôn ha. Sau khi tháo kẽm ra xong đó thì mình sẽ gọt đầu cell, xong rồi lấy cái máy đo nội trở chuyên dụng lọc những cái khối pin mà nội trở nó như mới vậy đó đều nhau ok hết đó, thì mình sẽ để trên mấy cái khay cân áp này nè. Mình cân lại anh em, cân cỡ tầm cỡ 24 tiếng, xong rồi anh em cứ gỡ ra để giống gì nè, cỡ 24 tiếng nữa rồi mình mới đo lại những cái cell pin này nó đều áp ok hết á thì nó mới đủ tiêu chuẩn, thì anh em đóng khói á thì cái khối pin của anh em nó xài nó sẽ rất là bền luôn ha. Để cho cái khối pin của mình nó an toàn đó thì trước khi đóng khói anh em nhớ lấy mấy cái đầu dán cực dương này nè, mình dán vô cái cell pin. Dán cực dương xong rồi anh em sẽ lấy cái vỏ mạch của nó ra nè, cái khung để mình bỏ cell pin vô. Đây cái bản mạch của nó nè, anh em nhìn thấy là nó có tới hai cái chip xử lý nè. Vỏ mạch này người ta cho những cái kẽm rất là dày luôn nè, khi mà anh em đóng pin đó là đường kẽm này nó sẽ đi thẳng lên mạch để mình hàn luôn ha. Và cái khung để giữ pin thì anh em nhìn thấy trên đây nó sẽ có cái lỗ, anh em mà chưa biết sắp xeo đó thì mình cứ lấy cái lỗ lò xo này mình làm chỉnh nè. Bên tay trái từ trên xuống dưới thì bên đây nè nó là cực dương, và bên tay phải ở từ dưới đếm lên á là cái này nó sẽ là cực âm ha. Ô mình để ý trên đây cái khung nó đã ghi sẵn nè anh em, thì anh em cứ xỏ trên đây hai hàng, đây là bên đây sẽ là âm ha. Đây nè, anh em nhìn thấy ở đây nó làm dấu là âm là đúng rồi nè. Này thì Makita thì nó quá đơn giản anh em ơi. Đây xong cái so le lại đó, đây so le lên sở vô. Bên đây nó sẽ là âm nè, dương nè, âm dương âm, và bên đây mình xem có đúng không nha, có dán cực dương là dương nè anh em nè, rồi âm nè, rồi dương âm và dương là ok ha. Rồi cái khung còn lại mình sẽ xỏ vô, xong rồi thì mình lấy bộ kẽm vô để mình đóng thôi. Rồi cái bộ vỏ mạch này thì anh em lưu ý là cái đầu âm với đầu dương thì nó sẽ giống nhau nè, và những cái kẽm bự đó thì anh em nhìn thấy nó sẽ có ba cái kẽm, cái đường tín hiệu nó sẽ nằm ở giữa, và một miếng cái đường tín hiệu nó sẽ nằm bên hông ha. Anh em lưu ý là hàng cho đúng, nó lộn mất công gỡ ra hàng lại cũng mệt lắm nha. Anh em chưa quen thì cứ vừa mở clip lên rồi vừa hàng, mình hàng tới đâu anh em hàng tới đó thì cũng ok ha. Đầu tiên sẽ là B cộng nha anh em, B cộng B trừ thì hai miếng nó y chang nhau à, thì rất là dễ luôn, anh em đỡ phải bị lộn nha. Rồi tới cái kẽm vuông, đây cái xương của nó là ở chính giữa nè, thì mình sẽ lấy cái kẽm này xả vô hàng luôn. Rồi tiếp theo mình cũng lấy cái miếng mà có cái tiếp xúc nằm chính giữa nè, để qua đây hàng luôn. Ok hết thì anh em cứ lật qua đây. Đây mình hàng tiếp theo nó sẽ là B trừ bên đây ha. Rồi tiếp theo là tới cái miếng kẽm mà nó nằm bên hông nè anh em, đây cái xương của nó nằm tút bên hông nè, thì mình sẽ lấy đây này thì nó sẽ khác ba cái miếng kẽm kia ha, hàng luôn nha. Thank you.
cùng là cái miếng kẽm còn lại nha nè. Cái này thì cái xương chính giữa để vô. Bộ này mình thấy cũng đơn giản, chủ yếu là anh em coi cái kẽm á, cái kẽm là nó nằm đúng vị trí là ok ha. Đây. Nhát cuối cùng, kẽm dày mà người ta làm đều vậy nè, anh em nhìn thấy đóng lên cái khối pin nhìn cũng quá chi đã luôn ha. Sau khi mình đóng khối pin ok rồi đó thì anh em kỹ tính mình sẽ lấy cái đồng hồ đo, mình đo từng cặp 393 nè, rồi qua đây từng cặp bên đây nè 393, cặp bên đây 393, 393 và cuối cùng 393. Ok, ngon lành luôn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành gấp mạch thôi anh em ơi. Đầu tiên mình sẽ cho cái lết bao pin nó nằm trên đây, nó sẽ có cái khay anh em nhét lên nè đó, rồi mình đè xuống. Anh em nhìn thấy trên mạch nó sẽ có những cái lỗ nè, mình sẽ cho kẽm nó lòn vô những cái lỗ này để mình si chì vô nghe nè. Lắc qua lắc lại cho nó vô hết vậy nè. Thấy đây nó sẽ có một cái lỗ ốc nè, và bên đây nó có một lỗ nữa. Lấy cái đóng ốc mà người ta tặng kèm nè, cái này nó sẽ là ốc đít anh em, nó có hai cái ốc nhỏ đây, hai cái ốc nhỏ. Chuẩn bị cái chích ba ke để mình nhận vô ha. Để si chì cho khói pin thì ở đây mình sử dụng là chì Nhật anh em, giá cũng khá là cao nhưng mà mình cũng gắng mua về để mình làm đồ cho anh em cho nó chất lượng ha. Mình cứ si từ cái bê trừ trước đi anh em. Đây. Chì xịn thì nó sẽ chảy rất là đã luôn anh em ơi. Đây. Anh em nhìn thấy nó lên bóng lưỡng luôn ha. Bê trừ xong rồi tới bê một nè. Bên đây nè. Rồi qua đây là bê hai. Rồi xuyên qua đây thì ba. Đây là 14 nè. Rồi và cuối cùng đây, cái này nó là B cộng nha. Cái điểm nữa nó sẽ rất là chắc chắn luôn. Đây bên cộng bên trừ luôn nè, bấm đèn led lên coi full led luôn. Ok, ngon lành luôn ha. Anh em có mấy cái miếng mà cách điện cách nhiệt luôn nè thì anh em cứ dán vô để nó bảo vệ mấy cái mối hàng của mình, nó sẽ bền, phải có cách điện cách nhiệt rồi chống cháy luôn nè. Mình dán lên thì cái khối pin của mình nó cũng rất là an toàn luôn ha. Loại này thì nó cực kỳ nhẹ luôn anh em ơi. Đây led bao pin thì mình cũng có để ý led bao pin mà của cái mạch này nè, nó tới 6 cục dây tín hiệu đó. Dành xài thực tế thì mình thấy là cái led này nó báo pin nó cực kỳ chính xác luôn anh em. Là xỏ xỏ vô. Lắp nắp bốn con ốc. Ốc này anh em siết lại đây, mình đi dít bông sao là T10 nha. Mẫu này thì mình nhìn thấy là thân vỏ rồi nó làm cũng rất là chắc chắn và bóng bẩy luôn nè. Khi mà mình lắp trên những cái thân máy mà hàng chính hãng anh em, xỏ vô nè, mở ra. Anh em nhìn thấy nó cực kỳ nhẹ nhàng, nhìn thấy thao tác thì nó gần như là cái cục pin hãng luôn anh em. Đây. Đảo chiều. Test bỏ pin. Rồi, test sạc cho anh em xem luôn. Ba đường sạc, tức là ở đây nó nhận được cái cục sạc ghim nè. Cái loại sạc nó có cái cục tín hiệu vàng vàng nè anh em. Thì anh em cứ ghim vô. Đây, nó ra màu đỏ nè. Đó là nhận sạc ghim ok, ngon lành rồi ha. Sạc ghim ok rồi anh em cứ gỡ ra. Và sạc adapter là mấy cục sạc nè anh em. Này là cục sạc 5A của mình nè. Đây, xỏ vô. Màu đỏ là nhận sạc adapter ok. Và những cái sạc cốc là giống như cái đây nè. Ukan hay Kuki hay Deathtong mà nó tặng kèm đó nè. Thì cứ xỏ vô đây. Đây. Đó. Màu đỏ là nó đang sạc nè. Khi sạc đầy nó sẽ là màu xanh. Ok, ngon lành luôn ha. Anh em có nhu cầu mua mấy cái vỏ mạch rồi phụ kiện hay là cell pin mình về mình đóng đó, thì mình sẽ để đường link với phần mô tả, anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo. Anh em không có những cái dụng cụ để đóng pin đó thì mình cũng có nhận mình đóng pin, mình bảo hành cho anh em đàng hoàng luôn. Những cái cục mà mình đóng chỉnh chỉ vậy nè thì mình có thể là mình tự tin mình bảo hành cho anh em 12 tháng nghiêm chỉnh, anh em xài thoải mái luôn ha. Thông tin của mình thì mình sẽ để trên đây vậy nè, anh em cứ liên hệ, mình cứ điện hay là mình xài Zalo đó, kết bạn Zalo, anh em thích loại nào hay là sale nào đó cứ đặt là mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em luôn ha.
Rồi, các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nhé. Bye bye.